Em nghe nói là số bát tự sẽ giúp cho chúng ta biết được sự việc sắp xảy ra. Thì vậy thì mình có thể thay đổi sự việc đó khi đã biết trước được điều gì có thể xảy ra không hả thầy? Đa phần trong bát tự chúng tôi không gọi là biết trước sự việc xảy ra, mà chúng tôi gọi đó là dự báo. Thì tất cả mọi dự báo trên đời, ngay cả những tổ chức uy tín nhất như là Tổ chức Kinh tế Thế giới hoặc là tất cả mọi thứ, họ dự báo gồm rất nhiều chuyên gia thì đều luôn luôn có độ sai số nhất định. Tức là giữa việc chúng ta dự báo là và việc chúng ta sẽ xảy ra, nó là một cái khoảng nhất định. Ví dụ như chúng tôi nhìn vào lá số bát tự, chúng tôi có thể biết được là một người nào đó trong năm nay sẽ bị đau chân, nhưng mà chúng tôi sẽ không biết được đến mức nghiêm trọng là gãy chân nằm một chỗ hay là chỉ bị trật chân hoặc là đi tập tễnh trong một khoảng thời gian. Do đó nó luôn luôn có một cái độ chênh lệch giữa lượng và chất. Do đó thì nếu chúng ta biết trước được hoàn toàn, chúng ta có thể biến đổi từ một sự việc nghiêm trọng biến thành sự việc ít nghiêm trọng hơn. Ví dụ như tôi nhìn vào trong một lá số, tôi nhìn vào trong dự báo xung khắc giữa năm nay và lá số người đó, thì chúng tôi hoàn toàn có thể biết được người này năm nay sẽ bị cái gì đó về mắt. Nhưng nếu họ không biết trước điều gì cả và họ không làm những việc công đức, ví dụ như là họ không giúp đỡ người này người kia, hoặc là họ không có làm những biện pháp hóa giải mặt phong thủy trước, thì có thể người đó sẽ bị gọi là đau mắt, người đó sẽ nằm viện nguyên cả một tháng, hoặc là người đó phải mổ mắt. Nhưng mà nếu mà không, nếu mà người đó biết trước được và chúng tôi đoán trước được, người đó đã làm đầy đủ các cái biện pháp bổ cứu, người đó sẽ bị, ví dụ như cùng lắm là họ bị quên, hoặc là họ bị làm rơi vỡ mắt kính mà họ phải mua mắt kính mới. Như vậy rõ ràng giữa việc chúng ta phải nằm viện cả tuần vì đau mắt và việc chúng ta chỉ làm thay một kính mới thì đều là bị tai nạn mắt. Chúng ta không thể tránh khỏi hoàn toàn, nhưng chúng ta có thể làm cho nó ít nghiêm trọng hơn một cái tai nạn, một cái gì đã được dự báo trước.